Tại sao chúng nó cứ to dần ra như thế này, đậm dần ra như thế này? Không được biết chữ nhiều màu như thế này đâu. Cô nói là con chỉ viết mỗi chữ hai hàng thôi, và phải viết đúng để còn học bài mới, nhưng con lại viết kín và con viết sai hết tất cả các nét quyết. Con tẩy hết tất cả các chữ G này đi cho cô, và tẩy cả hàng y đi cho cô, từ đây xuống dưới tẩy hết đi. Đã nói là tẩy để sẵn trên mặt bàn, không cắt đi đâu cả.